Trái với toàn bộ tất cả dự đoán của chúng ta thì ngày hôm qua AMD chỉ ra mắt duy nhất đúng một chiếc, đó chính là chiếc RX 6700 XT với mức giá bán lẻ là $479 và nó tiệm cận với cả 3070 hơn là với cả 3060 Ti khi 3070 là $499. Đây là giá đề xuất của họ nhé, còn mình không nói đến mức giá bán lẻ hiện tại. Nhìn qua thông số kỹ thuật thì chiếc 6700 XT sẽ sử dụng là GPU là V22XL 40 CU, 40 nhân ray tracing và 2560 stream processor, và mức xung gaming đạt là 2424 MHz, bộ nhớ RAM dung lượng 12GB với dung lượng băng thông là 192 bit, TDP là 230W và sẽ bán chính thức vào ngày 18 tháng 3 này. Với cái thông số như vậy thì chiếc 6700 XT gần như là chiếc 6900 XT và cắt đi một nửa tất cả thông số kỹ thuật. Và nhưng mà thực ra cái đấy thì mình nghĩ là các bạn cũng không cần quan tâm lắm, mà cái quan tâm đó chính là bây giờ hiệu năng nó ra sao và nó dành cho những game thủ như thế nào. Trong cái buổi ra mắt ấy, thì AMD họ đánh rất mạnh vào cái đó chính là 2K Max Setting Gaming. Và nếu các bạn đã biết thì cái mức 2K Max Setting này đang là sân chơi của 3070 và 3060 Ti. Nhưng mà trong một cái buổi ra mắt vừa rồi, AMD họ nhận rất mạnh đó chính là việc cái dung lượng VRAM của 3070 lẫn 3060 Ti chỉ là 8GB VRAM và hoàn toàn không đủ để cho các bạn chơi 2K Max Setting. Nhưng mà các bạn thấy trong các tựa game AMD nói như Borderlands 3 này, Red Dead Redemption 2 hay là Dirt 5 chẳng hạn, thì tất cả những tựa game này khi mà các bạn chơi 2K Max Setting, cái lượng VRAM các bạn yêu cầu đều khoảng tầm từ 9GB đến khoảng tầm hơn 10GB mà cơ. Tức là hiện tại 3070 và 3060 Ti đang bị nghẽn về dung lượng VRAM với 8GB hiện tại. Nhưng mà thực sự thì với những người trải nghiệm game, các bạn đang dùng 3070, 3060 Ti rồi ấy, thì liệu các bạn có nhận ra được cái sự nghẽn VRAM này không? Thì mình nghĩ cái đấy là chúng ta cần một cái bài test sau này để so sánh trực tiếp hiệu năng giữa 3070 và RX 6700 XT, để thực sự là cái việc nghẽn VRAM này có thực sự đúng như là những gì AMD nói không, hay đây chỉ là một cái bài marketing mà thôi. Nhưng mà trước mắt với cái dung lượng VRAM 12GB của 6700 XT thì đây cũng là một cái tin khá là đáng mừng, tại vì các bạn sẽ không xảy ra tình trạng gọi là nghẽn VRAM, dung lượng VRAM nữa. Và ngoài ra trong các biểu đồ của AMD đưa ra thì họ đều đưa ra rằng đó chính là cái thời gian gần đây những cái màn hình 2K tăng trưởng rất mạnh. Bên cạnh đó thì các màn hình gaming trên 100Hz cũng đang tăng trưởng rất là mạnh. Tức là bây giờ họ đánh vào thế mạnh đó chính là gaming 2K 100Hz Max Setting, tức là các tựa game AAA ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà trái với những lời AMD nói thì trong những tất cả những bài test của chiếc 6700 XT mà AMD công bố, tại vì hiện tại chúng ta vẫn chưa thể có chiếc card đấy trên tay, và theo AMD công bố thì toàn bộ những cái tựa game mà họ test, mặc dù mức hiệu năng của 6700 XT ấy, nó vẫn là nằm giữa khoảng tầm là 3060 Ti, 3070 và đa số là vượt hơn cả 3070 khoảng tầm vài phần trăm, tức là hiệu năng rất tốt. Nhưng mà mức vượt vài phần trăm đấy chúng ta cũng không thể nào quy đổi ra mức trên 100Hz cho các bạn gaming ở 2K Max Setting. Vậy tại sao AMD lại quảng cáo cái 100Hz đấy? Thì vấn đề AMD họ quảng cáo cái 2K 100Hz thì đó chính là dành cho cái công nghệ, đó chính là cái công nghệ Dynamic Resolution của họ, tức là họ sẽ xen kẽ render các cái độ phân giải thấp hơn một vài khung hình để các bạn đảm bảo được là cái mức gọi là mức khung hình trên một giây khi các bạn gaming nó luôn luôn đạt được cái mức cao nhất có thể. Cũng như là các bạn thấy cái bài test ấy, thì trong Fortnite đạt được khoảng tầm 150-140 FPS, so với các mức khi mà tắt đấy nó chỉ là khoảng tầm là 120Hz mà thôi. Đây là một công nghệ rất lớn và rất là hay, và trước thì cũng đã có rồi, nhưng bây giờ họ update lên để tương thích với DirectX 12 và thêm một vài tựa game. Nhưng mà các bạn sẽ đạt được cái hiệu năng Dynamic Resolution như thế khi mà các bạn chấp nhận là giảm một ít về chất lượng hình ảnh trong một vài khung cảnh nhất định. Nhưng mà dù sao với cái chế độ đó chính là mình không biết là trong bài test họ có bật ray tracing hay không, tại vì hoàn toàn AMD không ghi là bật ray tracing hay không, thì tổng thể hiệu năng của RX 6700 XT đều là cao hơn so với cả 3070 một chút. Chỉ riêng trong cái watchdog thì nó giảm thấp hơn một tí thôi, còn lại thì đều là cao hơn. Và như vậy với cái mức giá $479 mà AMD họ công bố, tức thấp hơn $20 so với 3070 mà hiệu năng 6700 XT là vượt hơn cả so với cả 3070, thì đây có vẻ như là một con bài rất là ngon của AMD dành cho game thủ. Thì hiện tại các bạn đã biết ý, thì với tình trạng coin rất là cao và một vài cái trang mạng đã dự đoán cái tốc độ đào coin của chiếc 6700 XT này là khá là tốt và ổn định, thì liệu chiếc card này có thể đến được với game thủ hay không là một câu hỏi rất là lớn. Và đặc biệt AMD trong cái buổi ra mắt ngày hôm qua họ cũng không hề nói một tí nào đến việc là có khóa được driver để các bạn không thể đào coin ETH được ở trên chiếc card này hay không, AMD họ không nói. Vì vậy theo ý của mình ý, thì 6700 XT là một con card rất là tốt, tại vì nhìn trong các kết quả benchmark thì hiệu năng của nó đều cao hơn hẳn so với cả 3070
với AMD thì có lẽ là họ đã tăng mức xung lên khoảng tầm 2424 MHz, là mức xung rất là cao của dòng Navi, hàn Navi 2 này. Nhưng mà liệu các bạn có điện trên tay được con card này hay không thì mình nghĩ là chưa chắc, tại vì cho đến khi mà chúng ta xác nhận được là cái khả năng đào coin của chiếc 6700XT này ra sao. Thì như là các bạn đã biết, chiếc 3060 mặc dù đã bị NVIDIA khóa driver rồi, nhưng mà hiện tại giá trên thị trường vẫn rất là cao, khoảng tầm 20 triệu đồng cho một chiếc card 3060. Nên là 6700XT thì có lẽ là câu chuyện vẫn là còn khá là dài. Và những người mà cảm thấy hứng thú nhất với chiếc 6700XT này chắc chỉ có hai người thôi. Một là nông dân đào coin, hai là những các reviewer như mình có thể trên tay được. Còn các bạn game thủ, các bạn mua được thì mình chúc mừng các bạn. Tại vì đối với mình, 6700XT là một sản phẩm rất tốt. Tại vì các bạn, thứ nhất, các bạn có hiệu năng là cao hơn 3070 với mức giá thấp hơn. Thứ hai, đó chính là các bạn có 12GB RAM. Đây là một cái số lượng VRAM rất là thoải mái để các bạn chơi game 2K, max setting rất là ổn. Nhưng mà các bạn mua được hay không thì mình cũng không hề biết. Và thực sự là nếu các bạn mua được thì chúc mừng các bạn. Còn đối với mình thì mình sẽ không thể nào mà đưa ra chính xác tất cả hiệu năng của 6700XT trong tất cả các bài test game, thì mình sẽ chưa thể có cho đến khi mình cầm được chiếc 6700XT trên tay. Đây là 5GX570 và giá của nó là hiện tại là hơn 5,2 triệu đồng. Sau mức giá ngày trước chỉ khoảng tầm 2,7 triệu đồng thôi. Các bạn thấy đấy, coin đã đẩy giá mọi thứ lên một cách vô lý, và mình không biết là số phận 6700XT sẽ như thế nào. Và bây giờ thì cũng đã hết cái phần gọi là mình nói qua về cái buổi ra mắt của AMD ngày hôm qua về chiếc 6700XT. Và các bạn hóng gì về chiếc 6700XT này, hiệu năng gaming hay đào coin, cho mình biết trong phần comment nhé. Các bạn đừng quên ấn nút subscribe ở phía dưới video nhé. Tại vì với mỗi 5.000 sub chúng ta sẽ đạt được một đợt giveaway quả khá là lớn. Và hiện tại chúng ta đang là 119.400 sub, tức là khoảng tầm 600 sub nữa thôi là chúng ta sẽ có một đợt giveaway, và quà không hề nhỏ đâu. Và các bạn đừng quên, thích thì video thì like, comment, và đừng quên là ấn nút đăng ký, subscribe ở phía dưới video nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video của ngày mai.